đăng bài đi thằng nào thế hiểu không? Làm đi, lôi máy ra chụp ảnh mình check cho cái bên này nó chụp kia. Từng con một đây. Ôi những tháng năm trở về bên bác, cháu con cùng về bên. Follow 10.5 nhờ, 10.5 đẹp nhờ. Được chưa đâu? Bật cái màn hình lên cho nó hiện ngày nhờ, hàng mới đăng nhờ, hàng mới vơi. Đấy, ngày 25 tháng 10. Đây nguồn sáng thừa thãi. Nhà có con vừa rồi 10.5 xem phim thích. Đúng rồi, dùng 10.5 là đỉnh nhất luôn. Nếu mà để mua một con để trải nghiệm sự gọi sung sướng của Apple ấy thì là phải dùng iPad. Thế còn như kiểu là dùng Mac, iPhone Pro Max mà không biết dùng chức năng của cái con này. Thấy chưa? Phản biện về cái lý do là dùng công nghệ, mua máy đắt tiền, chả biết dùng cái gì. Xem sách thì màn hình bé. Đấy, âm loa thì bé. Anh em xe lai toàn dung lượng cao anh em nhá. Toàn dung lượng cao bán giá sấp mặt liền luôn. Chụp hết góc cạnh nhé, kiểm tra thép cam cổng thử loa luôn. Đấy, tôi đi vào. Tôi đã chọn lên 1.900. Ok, cứ gian đây. Anh bắn.
知你有冇觀看。Hiện tại đang có sẵn E2 4G bạn nhé, bạn lấy thì IP luôn và phone luôn càng tốt. Xin chào Lê Thủy, chào tất cả anh em đang xem stream mình nhá. Chào năm anh em. Anh em cho lên cho mạnh lên, book hàng ngay. IP inbox và các kiểu, gọi điện nhắn tin. What?